Rồi, chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình sẽ cho mọi người trải nghiệm là đi túc cua xanh nha mọi người. Đây mọi người, đây dàn lưới của mình là 60 mét nha. Mình gắn cái túc đó nha mọi người. Rồi, chừng nào có cua xanh thì dính thì mình quay cho mọi người xem nha. Cho mọi người trải nghiệm cách túc cua xanh của dân miền Tây mình như thế nào nha mọi người. Đó, cái đó là cái tiếng cua xanh đó mọi người. Rồi, bắt đầu mình chờ đợi thôi nha. Chừng một chút rồi có dính thì mình quay cho mọi người xem nha. Rồi, mọi người ơi, dính được hai con nha mọi người. Nó mới bay một cặp qua nó dính được hai con nha. Bắt đầu mình gỡ hai con đó trước nha mọi người. Hai con nha mọi người, quá đã mọi người ơi. Đây nè, hai con cua mái nha. Nè, nó bay ngàn cặp mọi người, mình không quay kịp cho mọi người xem. Rồi tiếp tục nha mọi người, chừng nào có nữa mình quay cho mọi người xem nha. Đây mình đang gọng hai con này trước nha mọi người. Đặng có dính con gì kìa mọi người. Thế là mình coi nha. Dính thêm con cò nữa mọi người ơi. Rồi. Bay luôn mọi người. Làm kẹp nó rớt xuống bay luôn. Đây mọi người. Có hai con à. Chắc này cũng 6 giờ chiều rồi mọi người. Trời cũng tối rồi nha. Còn trời đang nắng đây, bây giờ chắc mình về mọi người ơi. Bên này chỉ được có hai con thôi nha. Video mình đến đây kết thúc luôn. Mọi người thấy hay nhớ ủng hộ kênh thì đăng ký kênh mình để xem những video tiếp theo nha. Chào tất cả mọi người.